quay cận cảnh cái gương mặt của cương thi này cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy không? Nhất thì ghê trời, mình thấy cái miệng của họ nhúc nhích cả nhà. Và nếu mình thò tay cho mình dịch cho cả nhà xem, họ cắn cái rắc sông luôn cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nằm giống như chồng chổng mà chết trâu vậy cả nhà. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì hiện tại mình có mặt tại một cây cầu. Thì cái cầu này như gần đây mình có đến đây mình ghi hình. Mình vô tình gặp được một vôn cương thi cả nhà. Thì hôm nay mình có đọc nhiều comment. Có một chú ở bên Mỹ nói vôn này chắc có thể là binh gia của thầy bùa, cho nên họ nhảy cửng cửng vậy thôi. Rồi có nhiều bạn nói cái này là cương thi là có chắc. Rồi có một chị vào Zalo nói em làm lễ nghi thức xong rồi nếu gặp họ em tháo cọng dây đó ra, rồi coi ở trên hình hài của họ, nếu mà có dán cái lá bùa nào thì em gỡ ra thì vong sẽ trở lại bình thường như ngày xưa. Thế mình nghĩ cô chú và anh chị comment như thế này cũng rất là hay. Thì hôm nay mình đến đây giờ này cũng 3 giờ sáng đó nha. 3 giờ sáng rồi. Giờ này mình cầu cương thi rất là thích hợp cả nhà. Để mình mở đồng hồ thế giới cho cả nhà xem nha. Còn thiếu 8 phút nữa là 3 giờ sáng nha cả nhà. Giờ này là người cõi âm ở dưới lên, giờ này rất là linh thiêng ha. Rồi cứ âm 3 giờ sáng. Thì bây giờ mình sẽ làm lễ nghi thức tại đây nha. Giờ này mọi người ai cũng ngủ hết, chỉ có một mình đi khám phá về tâm linh. Thì quý anh chị và các bạn và cô chú nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha. Và nhớ chia sẻ video giúp mình. Thì tiện ở đây mình cũng chúc tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe ha, và có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà.
Thì hôm nay con đến đây con xin phép ông thần cầu ha, cho con cầu vong con Thi ra. Mình nhớ rồi cả nhà, clip vừa rồi là mình thấy có một vong cương thi nữa, là hai vong lần cả nhà. Thì nếu hai vong cương thi có nghe cái lời của tôi khẩn cầu thì hãy hiện ra để hưởng nhang đèn và bánh ha, và chúng tôi sẽ đưa ra một cái cách tốt nhất để giúp cho cương thi để trở thành vong bình thường như những vong khác ha. Mô Phật, mô Phật. Hôm nay sao không thấy ta? Ôi cha, đèn này cháy dữ ta. Nhìn nghe pẹp vậy trời. Vong con Thi bỏ hổm gà cả nhà. Thường thường mình đến đây là vong này xuất hiện sớm cả nhà, nhưng mà hôm nay xuất hiện trễ. Rồi vong cương thi mà nó đỏ đâu ta? Tôi mời cương thi đến đây hưởng nhang đèn đi. Để mình né ra chút xíu để cho họ hưởng đó nha. Hửi nhang đèn đi cương thi, mình hửi nhang đèn đi, chắc có lẽ có thể ngồi xuống không được cả nhà. Không nên chụp nha, chụp người không được à, người đi giúp vong nha. Đó, được chưa? Gật đầu được mà. Rồi bây giờ có muốn đi về chùa tu tập gì không? Mình trước kia là mình đến từ đâu, mình là có phải binh gia của ông thầy bùa nào không? Đúng rồi cả nhà, mình thấy họ gật đầu. Vong có thể nằm xuống và
cho chúng tôi giúp cho Vong được không? Tháo những cọng dây đó ra. Chị thì nằm xuống đi. Rồi, chúng tôi sẽ giúp cho. Có vẻ cương thi này hôm nay nghe lời cả nhà. Thấy tội nghiệp quá cả nhà ơi. Ok, để mình quay cận cảnh cho cả nhà xem tí ha. Giờ mình sẽ tìm cách tháo những cái cọng dây đó ra cả nhà. Vong này theo mình đoán có thể là vong nam. Nam hay là nữ mình cũng không rành nữa cả nhà. Vong cho mình hỏi vong nam hay nữ ha. Cạch là nam á hả? Thôi bây giờ mình không biết vong nam hay là nữ. Bây giờ mình sẽ tháo cọng dây ra cho họ đó nha. Nằm xuống đây rồi tôi giúp cho. Xuống vậy á, chúng tôi mới giúp được. Đó nha. Không nên nhúng nhích nha. Nhúng nhích là làm tôi hết hồn là tôi không có giúp được á. Cọng dây cột như đòn bánh tét cả nhà. Cột gì quá trời quá đất vậy ta. Còn này là gì trời? Có một lá bồ cả nhà. Chữ nữa cả nha, mình không biết chữ gì ha, nó phai chưa. Thôi bây giờ tôi không biết cương thi là làm binh cho những ông thầy nào, nếu mà mình làm binh cho thầy nào thì mình về thầy đó ha. Mình về ngay cái nơi trước kia ông đã nuôi mình ha. Cương thi có thể nằm xuống để cho chúng tôi xem được gương mặt hay không ạ? Rồi mình đốt lá bồ luôn cả nhà.
để mình cố gắng mình quay cận cảnh cái gương mặt của cương thi này cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy không? Dịu nhất cái ghê trời. Mình thấy cái miệng của họ nhúc nhích cả nhà. Nếu mình thò tay cho mình dịch cho cả nhà xem, họ cắn cái rắc sông luôn cả nhà. Trước kia mình làm binh gia cho thầy nào ở gần đây hay không, Cương Thi? À, lắc đầu được cả nhà. Như vậy là Cương Thi này mình nói chuyện họ nghe. Ở xa ha, ông thầy ở xa ha. Tại sao mình được ông thầy ngược đãi như thế này? Đúng ra mình làm binh gia cho ông thầy, tất nhiên ông thầy ổng tận dụng mình, ổng lo cho mình chứ. Tại sao ổng nuôi binh gia mà ổng làm như thế này? Lạnh lẽo đói quá hả? Hay thiếu nhang? Lạnh thiếu nhang cả nhà. À, hử nhang đi. Hấp thụ linh lực ha. Có muốn đi về chùa tu không? Không mấy đi về Diêm Vương để đi siêu thoát đi, chứ ở trên nhân gian làm cương thi thấy cực khổ quá vậy. Miệng ghê trời, nhích nhích luôn á. Đói hả? Chắc có thể ăn không được, thì hữu nhan thôi. Uống nước không? Thôi bây giờ tôi giúp cho Vong đi về chùa đi, chứ mình về ông thầy hay bà thầy ổng làm không biết chuyện tốt hay là chuyện ác, rồi sai Vong đi làm những công việc không tốt, rồi sao mình đi siêu thoát. Chịu không? Rồi mộ của mình ở gần đây không? Hôm nay có vẻ không có hung dữ đó nha, còn mấy lần trước mình đến đây rất là hung dữ. Ngày xưa mình bị gì mất? Tai nạn hả? Không biết phải tai nạn hay không cả nhà, mình chỉ đoán vậy thôi. Tướng này chắc chắn ngày xưa chắc bị kêu bằng tai nạn nghề nghiệp ở dưới sông rồi sao.
Không phải à? Chứ bị gì? Trên bờ hả? À. Không lẽ tai nạn xe giao thông? Trời ơi. Ghê trời. Thôi, hôm nay gặp được tu rồi. Tôi giúp cho đi siêu thoát đi, không ai đi về chùa tu đi. Chứ mình làm vong linh như thế này thì rất là cực khổ, có hiểu không? Có hiểu không? Cả nhà nhìn thấy nằm giống như chồng chổng mà chết trâu vậy cả nhà. Mà không phải, ông này bị tai nạn trên bờ. Rồi mình muốn ở trên trần gian như thế này để chi? Để làm binh cho ông thầy hả? Không hả? Không ấy thì mình đi về ngôi mộ mình ở đi, chứ mình đi lang thang ngoài đường ngoài xá như thế này không tốt, hiểu không? Không hiểu luôn. Cho cái gì trời, ông quân thi đâu ta, mình mới nghe sụp sẹt bên đó mình dòm anh kia cái quay trở lại mất tiêu quá nha. Quân này mà hồi nãy mình tiếp cận với họ cũng dễ cả nhà, nhưng mà mình muốn giúp cho họ mà họ cứ lắc đầu hoài cả nhà. Vậy mình có thể kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Máy bay cả nhà.